Đây nha các bạn nha. Đây là gỗ vụ ta này. Gỗ vụ ta nha, hay còn gọi là gỗ Quảng Bình. Và đây là gỗ vụ căm. Đây là gỗ vụ căm Campuchia. Đấy. Nếu mà nhìn ấy, con mắt bình thường ấy, mình nếu mà không phải thợ nha, mọi người không phân biệt được nha. Nhưng mà cái gỗ vụ ta này này, nó đắt gấp đôi tiền gỗ vụ căm này nha mọi người. Đây mình sẽ quay gần cho mọi người nhìn nha. Đây này, gỗ vụ ta, nhìn cái vân của nó nhìn ác không, như gỗ chắc luôn, mà cái tăm này mịn cực kỳ luôn nhá. Đây này. Đấy. Như gỗ chắc luôn. Cái này nếu mà nhà mình mà làm bán hàng mà nửa chắc cũng được đấy. Giả là gỗ chắc ấy. Ô thật luôn, nhiều người người ta vào người ta toàn hỏi đôi cánh này bằng gỗ chắc à. Thế là mình nói đùa đùa, mình cũng bảo là gỗ chắc đấy. Mà họ cũng tin luôn ấy. Tại vì họ không 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 phân biệt, khách người ta đâu có phân biệt được gỗ đâu. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video này nha. Nó có vân này. Cái sớ của nó mịn. Đấy, cái tăm tăm ấy. Mịn cực kỳ đúng không? Đây mình quay gần cho mọi người nhìn nhé. Đấy. Mà cái chất gỗ này, cái chất gỗ này là cái chất gỗ nặng nhá. Khi mà gỗ căm với lại gỗ Quảng Bình này này, gỗ ta này là hai cái chất gỗ nặng như nhau. Nặng như nhau luôn nhá. Nhưng mà nó có khác biệt là ví dụ như là cái gỗ ta này bây giờ mình nó hầu như là không còn nữa đâu, nó hiếm cực kỳ luôn, nên là nó đắt gấp đôi lần tiền so với cái gỗ căm này. Gỗ căm này là một gỗ nhập khẩu ở bên Campuchia nha. Đây mình sẽ cho mọi người nhìn lại. Đây này, gỗ gỗ cắt cắt ấy này, gỗ căm này, cái vân gỗ của nó này, đấy, hình núi. Nhưng nó khác so với này gỗ. Đây các bạn nhìn núi này, hình núi này, nhìn nó đã khác rồi đúng không? Đây là gỗ ta này. Đấy. Cái vân của nó đã khác rồi. Đấy, mọi người nhìn nhé. Vân của nó đã khác rồi nha. Vân đã khác kỳ hai cái vân này. Còn là về chất nặng thì nặng như nhau. Nhưng mà về độ đanh nhá, về độ đanh gỗ căm này là gỗ chất gỗ nó cũng đanh đanh xếp thứ hai đấy. Ví dụ gỗ ta này là nặng mà độ đanh là xếp thứ nhất, còn gỗ căm này là xếp thứ hai luôn. Xếp thứ hai luôn nha. Mà cái thứ của cái gỗ căm này nó cũng không được mịn như kiểu là gỗ ta luôn nha. Đấy, nên là mọi người đi mua là mọi người lưu ý ở cái phần này nhá. Mọi người lưu ý nha. Lưu ý ở cái phần gọi là cái chất gỗ. Cái này nó là gỗ cam chia. Đây mình sẽ quay cho mọi người cái gỗ mới nhá. Đây. Cây gỗ này thì nó không có vân. Đây, nhưng mà mọi người nhìn tăm ấy. Cái sớ gỗ ấy. Nói chung là gỗ vụn là chỉ có gỗ vụn Nam Phi là sớ nó to thôi, còn nếu mà gỗ vụn căm mà nó gỗ vụn ta này là thớ cực kỳ mịn luôn. Đấy. Nhìn nào. Vì sự khác nhau của gỗ ta ấy, gỗ Quảng Bình và gỗ căm ấy, thì gỗ ta bao giờ nó cũng có một cái chất dầu đây này. Đây mà mọi người nhìn nha, đây này, nó gần như kiểu là cái nhựa ấy, là cái chất dầu, bao giờ nhìn nó cũng nói chung là gỗ cũ thì nhìn nó bóng bóng lắm, gỗ ta ấy nó bóng, còn gỗ căm này nó không, nghĩa là gỗ mới này nó không tạo ra được, không có cái chất dầu ấy nhá, không có cái chất dầu nên là nó
không được bóng, không được bóng như gỗ gụ ta. Nhưng nếu mà nói chung về gỗ gụ thì nó là hàng đẳng cấp rồi, nhưng mà nó không được bóng hơn thôi nhá. Đấy, nó không được mịn mà nó không được bóng, nó không tiết ra được cái chất dầu ấy, nó không tiết được ra cái chất dầu. Gỗ căm mới này, nên là mỗi một bộ ghế hay một cái gì đấy mà nếu mà gỗ vụ ta nha, nó gấp đôi tiền luôn, đôi tiền luôn nha. Đôi tiền luôn. À, và đây mình sẽ quay cho mọi người cái gỗ vụ nào nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy một cái vụ nào cho mọi người nhìn nha. Đây nha mọi người, đây là vụ vụ nào nha, vụ nào này mọi người nhìn nè, cái tăm gỗ này nó còn to hơn cả gỗ Campuchia luôn. Cái này nói chung là có gỗ vụ Nam Phi thì mình không nói vào đây rồi nhá. Gỗ Nam Phi thì là chất lượng nó kém nên mình không nói, nhưng mà thường là người ta là hay dùng ba cái loại gỗ vụ này. Đấy, các bạn nhìn cái thớ gỗ này, cái vân này, nhìn cái vân này, nhìn cái vân này. Đấy, nhìn cái tông gỗ này, người nhìn cái vân này. Cái thằng gỗ nào này thì là đặc điểm của nó nhá, là nó dai gỗ, nó nhẹ nhưng nó dài cực kỳ luôn, đánh dây đáp cực kỳ khó, khó hoàn thiện, nó không dễ đánh như kiểu nào gỗ vụ ta và gỗ Campuchia kia. Nhưng mà ưu điểm của nó là nó dai gỗ ấy, nó đỡ xé, nói chung là như thế. Nào, gỗ nào ấy, nói chung là gỗ nào thì nhà em cũng ít khi nào, nếu mà làm thì thường bây giờ gỗ nó hiếm ấy, thì nếu mà mặt sập mà là đôi ấy thì nhà em mới làm gỗ nào thôi. Còn nếu mà không có gỗ căm thì bây giờ gỗ to nó hiếm ấy thì em mới làm gỗ nào, còn không thì gỗ vụ nào ấy thì là hoàn thiện nó khó, cái chất nó dai ấy, đánh dây đáp nó cứ, nói chung là phần hoàn thiện nó dai lắm, nó dai đi nào cũng ấy. Còn ví dụ giá thành thì nói chung là nó cũng tương đương nhau. Cái thằng vụ nào này thì nó sống ở cái đất nó xốp hơn ý, thì nên là cái nó không được sống ở cái chỗ cằn cỗi như kiểu là của Quảng Bình, thì nên là nó chất gỗ nó xốp hơn, nó xốp hơn mà nó nhẹ hơn nhá. Mà cái chất gỗ của nó này. Còn ba thằng gỗ này thì nói chung là thằng gỗ gỗ Quảng Bình là tốt nhất rồi, gỗ Quảng Bình là tốt nhất rồi, gỗ Quảng Bình xong rồi đến gỗ Campuchia và cuối cùng là đến gỗ nào đây. Đấy, nhìn cái vân gỗ nó khác hẳn so với lại cái thằng gỗ gỗ căm mà gỗ của ta nha. Đấy, đánh nha mọi người nhìn nha, khi mình hoàn thiện được một cái thớ gỗ này nhìn vẫn có nhìn thấy luôn. Đấy, cho nên là mọi người khi mua hàng ấy, nên cân nhắc nhé. Nói chung là tiền nào phải đấy thôi. Mà ví dụ như mình có chơi cái thằng gỗ ta ấy, mình mua đắt một xíu nhưng mà bán lúc nào mà mình nói chung là chơi nó theo thời gian, lúc nào nó có giá trị luôn. Chẳng hạn như kiểu mình cần bán ấy, mình không thích chơi cái mẫu ấy nữa, mình bán nó vẫn có giá. Nhìn này, rồi bạn thấy sao, hãy để lại bình luận bên dưới giúp mình nhé.